MediaMart tuần lễ cao điểm xả hàng không lợi nhuận, giảm giá tất tần tật TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt mát đến 50%, trả góp không lãi suất. Máy giặt lồng ngang 9kg thương hiệu Nhật Bản chỉ từ 6.490.000 đồng, tủ lạnh inverter 200 lít chỉ từ 4.990.000 đồng, điều hòa inverter chỉ từ 5.490.000 đồng. Nhà bạn cần, Coex có. Máy giặt, máy sấy cao cấp, made in Thái Lan, big sale tới 50%, tặng thêm quà trị giá đến 4 triệu đồng, trả góp lãi suất 0%. Máy giặt lồng đứng 10,5kg Coex giảm 16%, giá chỉ 6.490.000 đồng. Máy giặt lồng ngang Coex inverter 8,5kg giảm 16%, giá sốc 7.990.000 đồng. Gia dụng giảm tới 49%, tặng thêm quà lớn, quạt cây công nghiệp Senco, giá sốc 490.000 đồng. Nước cấp điện tử 1,8 lít Sharp, giá cực sốc 990.000 đồng. Bếp từ đôi Kangaroo, giá cực sốc 2.390.000 đồng. 2.000 TV LED HD 3 hình, giá sốc banh nóc từ 2.990.000 đồng, tặng thêm phiếu mua hàng 2,8 triệu đồng. Lên đời TV to, xả kho không lo về giá, tặng thêm phiếu mua hàng 2,8 triệu đồng. Smart TV 4K 7 inch, giá chỉ từ 15.990.000 đồng. Đại tiệc công nghệ chào đón tân sinh viên, laptop Asus Expert Book giảm 32%, giá sốc 8.790.000 đồng. Chào iPhone 14, xả hàng iPhone 13 Pro Max 128GB, giá sập sàn 26.490.000 đồng. Giao hàng siêu tốc, miễn phí vận chuyển và lắp đặt, trả góp 0% lãi suất. Tới ngay điện máy MediaMart hoặc liên hệ hotline 1900 6788.